sắc sân. Cho chị bông nước muối lên.
56 phút nè. Bên nó cũng dùng cái chi kali dùng đó kali kìa. Bé khá. Dạ căng căng lên. Thôi đau nha. Ráng đi. Chú lỗ tai đau. Dùng nhiều ghê á. Là hốt mà chứ không biết tốt thử vậy đó mấy người. Bé nó là bé bị phẩm ví dụ hồi xưa vậy. Ví dụ hốt mà Đà Nẵng mình á. Thì thị á nhá. Không có biết đâu. Giờ chị về chị biết em chị đối với em mỹ phẩm chi rồi đi bán kem trộn nó mà có kem đánh giá bán có tiếng mà bán lâu năm rồi chờ bán còn bình thường nữa bán hết tiền nhiều lắm không biết đâu bán nữa thì tất nhiên là nhiều chi nhánh à có nhiều chi nhánh à. Thì có một con tổng nữa rồi từ Hà Nội vậy đó còn nó lại thấy là nè hậu không biết mà chưa được 10 phút và cái lên đến chị cũng biết rồi. Hồi xưa cái bán lẩu nó ứa màu lên Facebook mà đó. Cái này lúc đang lẩu đổ kìa, có tự nhiên vô tình nó hút hết toàn hút phay không? Thành ra biết. Hồi xưa là mình có ép đại để quảng cáo đồ đó. Nó bán đã là cái lề bán cái thời điểm mà